Mình xin chào các bạn nha. Nội dung video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là khóa được bất kỳ một cái ứng dụng nào có mặt ở trên điện thoại iPhone. Ví dụ như là trên điện thoại iPhone của mình đã khóa cái ứng dụng đó là album ảnh, và khi mà mình bấm vào phần album ảnh thì ngay lập tức điện thoại của mình nó sẽ khóa lại và mình cần phải có khuôn mặt Face ID. Hoặc là đầu tiên thì trên điện thoại iPhone các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái ứng dụng là phím tắt, và nếu như mà bạn nào chưa có cái ứng dụng phím tắt ở trên điện thoại thì chúng ta có thể là vào cái cửa hàng là App Store. Sau đó các bạn gõ vào phần tìm kiếm. Các bạn sẽ gõ cho mình cái ứng dụng là phím tắt. Ở đây thì ứng dụng này trên điện thoại của mình đã có rồi, thì mình sẽ mở ứng dụng này lên. Và ở trong cái ứng dụng phím tắt này, khi nó ở cái giao diện như thế này, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là tự động hóa. Ở đây thì mình đã tạo một cái lệnh cho cái phần là album ảnh. Các bạn có thể là bấm vào cái phần dấu cộng này để tạo thêm một cái lệnh nữa. Và các bạn có thể tìm đến cái mục đó là ứng dụng. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào phần là chọn ứng dụng. Các bạn sẽ chọn những cái ứng dụng mà các bạn cần khóa. Ví dụ như là mình có thể là chọn ứng dụng là báo mới, Facebook và điện thoại. Sau khi chọn xong ứng dụng mà chúng ta cần khóa, các bạn bấm vào phần xong ở đây. Rồi, các bạn chọn vào mục đó là chạy ngay lập tức, và các bạn tắt cái phần là thông báo khi chạy đi. Các bạn nhấn vào phần tiếp tục. Đến cái giao diện như thế này, các bạn bấm vào phần là mục tự động hóa mới. Các bạn nhấn vào phần dấu cộng để thêm tác vụ, và các bạn sẽ gõ cho mình là màn hình khóa. Các bạn chọn là màn hình khóa. Như vậy là xong. Và bây giờ chúng ta có thêm một cái lệnh mới. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài. Bây giờ mình sẽ mở ứng dụng Facebook lên. Lúc này điện thoại của mình sẽ tự động khóa ứng dụng Facebook lại và đẩy ra ngoài màn hình khóa. Và lúc này nếu như muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng Facebook thì chúng ta bắt buộc là cần phải nhập Face ID hoặc là vân tay vào thì mới chúng ta mới có thể là sử dụng tiếp được. Và như vậy thì với cái cách này các bạn hoàn toàn có thể là khóa được tất cả những cái ứng dụng có mặt ở trên điện thoại iPhone mà không cần phải sử dụng phần mềm bên thứ ba.